Đây là Cường à, đây là ở Long Trung, vườn của Cường đây. Một trong những người ứng dụng cái si khá sớm. Cái này cái si mình đưa vô tháng lần hả? Để coi thử mấy cái bông ở trong. Cường để mấy cái bông ở trong trong cái thân này coi nó ra làm sao Cường. Để thử thôi. Như sang năm là anh hứa chắc đó, nhưng mà năm nay thì mới đưa vô thì anh không dám nói. Nhiều ha, trong thân nhiều ha. À cái cây này là rất em quay nó đỏ cái da nó nội sinh nó nứt ra đó hả? Rồi đi xuống cái cây mà bữa trước mình thấy đi. Đây. Em phun rồi đúng không? Sổ nhị xong phun rồi 5 ngày sau. 5 ngày sau phun rồi sau đó đếm. Từ lần thứ hai lần năm ngày đếm 7 ngày thì phun. Rồi, đúng rồi. Rồi từ ngày lần 3 là từ ngày thứ 7 đó, rồi đếm tiếp 10 ngày nữa. Phun và lần 4. Nhưng mà trong giai đoạn côn trùng thì phải linh hoạt. Khi có trong giai đoạn từ khi sổ nhị tới 60 ngày đó là chúng ta phải khi mà cái trái nó lớn bằng cái hột dịch rồi lên á thì nó hay có sâu thì chúng ta phải linh động. Và cái bông nó phải như vậy nè. Nó ra nó phải như vậy nó mới cái khả năng đậu nó mới cao được. Cái bông sâu nó ra là đúng cái ra cái thuận thiên luôn á. Thì cái khả năng đậu trái nó mới cao được. Ôi ơi. Quá trời. Anh Tuấn nói là khỏi cần thụ phấn. Kể từ khi mà đổ si được 15 ngày đó thì sổ nhị thì khỏi cần đổ thụ phấn. Nhưng mà hình như là Cường cầm cái nón bảo hiểm anh Cường. Hình như là Cường vẫn thụ phấn đúng không? Yên tâm đi. Từ nếu mà đổ si được trên 15 ngày thì không cần. À, cái cây này đây ha, cái cây này bữa trước đăng trên Zalo đây hả? Và cây này yên tâm em, đó nó phải rụng hết chứ. Nó rụng hết cái lá khô này em lo đấy hả? Không, cái cây bữa anh quay là nhầm rồi, cây này mới đúng nè. À cây này mới đúng rồi đúng không? À, nhưng mà cây nào cũng bị bệnh nặng, cũng đổ si rồi cũng dạ còn lại 10 cm nè. Em hứa cho trái anh nè. Ừ. À đó còn. À, à bình thường. Bữa là không phải. À. Nó có trái còn nữa. Mà cây bữa trước cũng nặng mà. Nặng còn cây đó không có trái. À cây đó không có trái. Bữa anh nói em hứa cây cho cây không có trái. Cái mới nói thằng này nó khôn, nó hứa cây không có cho trái. Ai biết à, ông già chỉ với đó không có em, ông già ông chỉ. Kệ nó. Nè, cái nào không được nó. Nó bị khô nè. Đúng rồi. Hễ nó đó. Hễ chỗ nào nó dính được thì nó dính. Đó, hễ chỗ nào nó dính được thì dính. Nhưng mà đây nè, ý nó bóc ra thế này. Kệ. À, dính con miếng đây nè, miếng đây hả? Ừ, đúng rồi, cái đó dính miếng đây. Nhưng mà nó nhem nhem nó xì rồi nè. Đó, thì nó lòi ra nè, đó nó khô hết rồi nè. Chà, chích cũng dữ ha. Ơi, bình thường. Nè, cái chỗ nó hư tự động nó khô thôi. Tự động nó khô ha, nó khô tới đâu nó đào thải tới đó. Để khoảng chục trái thôi em. Để khoảng chục trái thôi. Nha. Định kỳ ha, cứ 1 tháng tăng cho nó 200ml amino. Bón rồi chung với nhau hết riêng cây đó, cứ 1 tháng định kỳ. Đổ ra rìa tăng lá cho nó. Ôi mập. Nhưng mà nó suy, nó cứ ra bông nùi nùi thế này, tôi không thích. Sang năm không bao giờ có cái khái niệm ra bông nùi nùi kiểu này, không bao giờ có. Vừa mất sức cây trồng mà vừa khả năng đậu trái là rất là kém. Cái gốc nó phải mập. Cái gốc bông nó phải mập. Mà nó ít thôi.
một cái cuốn ra như vậy ra vài cái thôi, vài cái bông thôi, một cái cuốn ra thì vài cái bông thôi, mà từ trong thân ra không có chẻ làm ba làm tư gì hết trơn, không có chẻ thành nhiều nhánh. Như cái này là chẻ là nhiều nhánh nè, làm sao mà từ một cái chỗ này chẻ ra nhiều nhánh này không đúng, từ này ra một cái cuốn nha, rồi chia làm ba hai ba cái bông, năm cái bông thôi. Cái này là của em luôn hả? Trời ơi, bonsai hết rồi Cường ơi, Cường bonsai hết rồi. Rồi phục hồi lại sang năm. Rồi sang năm, tháng năm tủ bạc bình thường. Tháng năm sang năm tủ trẻ hơn xíu. Tháng này thì tháng tư thì tháng năm sang năm tủ bạc. Mấy cây con thì khỏi nói rồi. Mấy cây con thì khỏi nói rồi ha. Nặng à ha, cái vườn này. Bỏ hết rồi, trồng mới hết rồi đó. À. Thì kể đi. Tức là định là thay cây mới đấy hả? Đó, cái kia vài năm nữa là đúng. À không sao đâu, phục hồi lại được chứ, được chứ. Cái này em đổ lần thứ hai rồi phải không? Lần thứ hai rồi. À, thứ hai được một tuần rồi đúng không? Không làm được bình thường em, làm lại hết nè, coi nè. Đó. Nhưng mà cây đọt trước ăn sạch luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Em thấy chưa sạch mà. Đúng rồi, vậy đó, cây đọt trước là hơi vất vả, còn cây đọt này ra đi, nó giảm hẳn nha. Nó giảm hẳn, không cần phải ấy, không cần phải ưng thì phun, không ưng thì thôi, vì cây nó suy quá mà. Thấy thường không đó, bị vậy đó thì làm sao làm giàu, thì mà dân mình giàu được, bị vậy không đó. Cái tơ thì khỏi nói rồi ha. Rồi xong. So.